Okay, hello everyone. Today we are going to learn Unit 10, Recycling. Lesson 4, Read. Chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài 10 về chủ đề tái chế. Và hôm nay chúng ta sẽ học tiết học thứ tư của bài 10, phần Read. Now look at the screen. I have a picture. This is our reading text today. Đây là cái bài đọc của chúng ta ngày hôm nay. Can you guess where is the text taken from? Em có thể đoán xem là cái bài đọc này nó được lấy từ đâu không nhỉ? Now look at the top right corner. Ở góc trên bên phải, chúng ta thấy ở đây đó là một cái tên, The Green Gazette, and The Green Gazette is a magazine. Đây là một cái tạp chí về bảo vệ môi trường. Ok, để cho giúp các em có thể hiểu được nội dung của bài đọc thì thầy sẽ cung cấp một số từ mới xuất hiện trong bài. Chúng ta bắt đầu phần vocabulary. The first word, tire. Đây là một danh từ. Chúng ta có hai cách viết. Cách viết đầu tiên nó là của người Mỹ, còn cách viết thứ hai là của người Anh, tức là tiếng Anh Anh, British English. Các em đọc lại nhé, tire. Và từ này có nghĩa là gì? Nó là lốp xe. Refill. Đây là một động từ, nó có nghĩa là chúng ta làm đầy, đổ đầy lại cái gì đó sau khi đã hết. Ví dụ chúng ta uống hết một cốc nước, chúng ta refill, chúng ta lại rót thêm đầy lại. Hoặc xe của chúng ta chạy hết xăng, chúng ta phải nạp lại nhiên liệu, thì chúng ta cũng dùng từ refill. Thứ ba nó là cấu trúc to break something up. Break something up. Nghĩa của nó như sau. Làm cái gì vỡ vụn hoặc nghiền nát. Thầy có một ví dụ. They have to break the glass up before recycling it. Người ta phải nghiền thủy tinh trước khi tái chế nó. Move on. Melt. Các em đọc lại nhé. Melt is a verb. Nghĩa của nó là gì? Tan chảy hoặc làm tan chảy. Ví dụ là băng tan. Nào, look at the example. The sun rose and the ice started to melt. Mặt trời lên và băng bắt đầu tan. Yes, another structure, to throw something away, throw, đó là ném hoặc là vứt, throw something away, ném cái gì đó đi, vứt cái gì đó đi. I have an example, you shouldn't throw that glass bottle away, we can reuse it. Bạn không nên vứt cái chai thủy tinh đó đi, chúng ta có thể tái sử dụng nó. And the last word, deposit. Nó là một danh từ. Từ này có nghĩa là tiền đặt cọc. Tức là số tiền chúng ta phải trả trước để chúng ta nhận được hàng và chúng ta sử dụng dịch vụ gì đó. Sau đó chúng ta mới thanh toán nốt phần còn lại sau. Chúng ta đọc lại tất cả các từ nhé. Tire. Refill. Từ này ta chú ý trọng âm nó rơi vào tiết thứ hai. Refill. To break something up. Melt. To throw something away.
deposit, deposit. Từ này trọng âm rơi vào tiết thứ hai, deposit. Okay, now move on to reading the text. Now look at your book, or you can look at the screen and listen to me. Car tires. In the USA, millions of old car tires are thrown away every year. But tires can be recycled to make pipes and floor coverings. Nowadays, many people wear shoes and sandals made from old car tires. Bottles. In Britain, the mailman brings bottles of milk to houses and collects the empty ones. The empty bottles are then cleaned and refilled. Every milk bottle can be reused 30 times. Glass. In industry, most glass is recycled. The glass is collected and sent to the factories. There it is broken up, melted, and made into new glassware. Drink cans. People throw away billions of cans every year all over the world. In Oregon, the government made a new law several years ago. They said that there must be a deposit on all drink cans. The deposit is returned when people bring the can back for recycling. Compost. Farmers have recycled their waste for thousands of years. They grow food for their animals and use the dung for fertilizing their fields. They also collect household and garden waste to make compost. Compost is a wonderful natural fertilizer. It helps plants grow. Okay. Bây giờ các em sẽ có thời gian để đọc bài trước khi trả lời các câu hỏi. Now, let's look at the questions. Question A. What do people do with empty milk bottles? Người ta làm gì với những cái vỏ chai sữa, vỏ chai đựng sữa? Question B. What happens to glass when it is sent to the factory? Chuyện gì xảy ra với thủy tinh khi nó được gửi đến các nhà máy? Question C. What did the Oregon government do to prevent people from throwing drink cans away? Chính quyền bang Oregon đã làm gì để ngăn mọi người vứt những cái lon đồ uống đi? Question D. What is compost made from? Phân xanh được làm từ những cái nguyên liệu gì? And the last question, if you have a recycling story to share, how can you share it? Nếu bạn có một câu chuyện tái chế để chia sẻ với mọi người, thì bạn chia sẻ bằng cách nào? Ở đây các em chú ý là trong các câu hỏi thì thầy đã highlight một số cái keywords. Câu A là milk bottles. Câu B, glass. Câu C, drink cans. Câu D, compost. Chúng ta sẽ dựa vào những cái keyword này để tìm thông tin trả lời ở những cái đoạn có cái keyword đó. Now, start with question A. What do people do with empty milk bottles?
Now look at the text bottles. Thông tin sẽ lấy trong đoạn này bottles. Và cái thông tin cần thiết thì thầy đã highlight màu vàng nhé. The empty bottles are then cleaned and refilled. Đấy, những cái chai, những cái vỏ chai được làm sạch và sau đó lại được đổ đầy sữa. So our answer is they clean and then refill them with milk. What do people do? Người ta làm gì với những vỏ chai sữa? Để họ làm sạch và sau đó lại đổ đầy sữa, đổ đầy những cái chai này. Refill them with milk. Question B. What happened to the glass when it is sent to the factory? Now look at the text. Glass. Đây, thông tin cần thiết thầy đã highlight màu đỏ. There, it is broken up, melted, and made into new glassware. So, our answer is, it is broken up, melted, and made into new glassware. Question C. What did the Oregon government do to prevent people from throwing drink cans away? Drink cans. They said that there must be a deposit on all drink cans. The deposit is returned when people bring the can back for recycling. Họ nói rằng phải có một cái khoản tiền đặt cọc đối với tất cả những cái lon đồ uống và cái tiền đặt cọc này được trả lại khi mọi người mang trở lại những cái vỏ lon để tái chế. So the answer. They made a new law that there must be a deposit on all drink cans. The deposit is returned when people bring the cans back for recycling. Họ đã đặt ra một cái điều luật mới là phải có một khoản tiền đặt cọc đối với tất cả những lon đồ uống. Cái khoản tiền đặt cọc này được trả lại khi mọi người mang trở lại những lon đồ uống này để tái chế. Question D. What is compost made from? Phân xanh được làm từ cái gì? Now. Thông tin cần thiết. They also collect household and garden waste to make compost. Người ta thu gom những cái phế thải trong gia đình và trong vườn để làm phân xanh. And the answer is, it is made from household and garden waste. Nó được làm từ những cái phế thải trong gia đình và trong vườn. The last question. If you have a recycling story to share, how can you share it? Đấy, cái câu hỏi cuối cùng này thì nếu bạn nào không để ý thì sẽ không tìm thấy ở trong bài đọc. Tuy nhiên nó lại ở cuối trang. Cuối trang. Và câu trả lời là gì? If we have a recycling story to share, we can call or fax the magazine at 5265456. Okay. Complete the sentences to make a list of recycled things. Yêu cầu của phần này là hoàn thành các câu sau để có được, tạo được một cái danh sách những cái vật được tái chế, recycled things. A. Car tires. Các em dựa vào nội dung của bài đọc chúng ta đã đọc và cái câu đấy được bắt đầu chủ ngữ là car tires. B. Milk bottles. C. Glass. D. Drink cans. E. Household and garden waste. Okay, now let's start doing
À, bây giờ thầy sẽ cung cấp câu trả lời nhé. Khi xem thì các em có thể tạm dừng lại để trả lời. A. Car tires are recycled to make pipes and floor coverings. Lốp xe ô tô được tái chế để làm pipes, ống dẫn nước, floor coverings là cái thảm cao su để trải sàn nhà. B. Milk bottles are cleaned and refilled with milk. Các cái chai đựng sữa thì được làm sạch và lại được đổ đầy sữa. C. Glass is broken up, melted and made into new glassware. Thủy tinh được nghiền vụn, nấu chảy và chế tạo thành những cái đồ thủy tinh mới. C. D. Drink cans are brought back for recycling. Các lon đồ uống thì được mang quay trở lại để tái chế. And the last one, household and garden waste is made into compost. Những cái chất thải trong vườn và trong gia đình được làm thành phân xanh. Okay, you can copy. That's the end of our lesson today. Homework. Learn vocabulary by heart. Practice reading the text and preparing for the next lesson. Write. Goodbye. See you next time.